Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng mùng 1 tháng 4 tại Hà Nội, nhà sách Đinh Tị ở Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức hội thảo với chủ đề Cùng con vượt qua những khủng hoảng đầu đời. Tại hội thảo, các chuyên gia tâm lý giáo dục trong nước và quốc tế đã chia sẻ cho các bậc phụ huynh những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con, đặc biệt là với những trẻ em trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, giai đoạn được xem là nhạy cảm nhất. Đây cũng là giai đoạn các bậc phụ huynh dễ nhận ra các dấu hiệu của chứng bệnh tự kỷ như lãnh đạm, ít cử động, rối loạn giấc ngủ, không quan tâm đến đồ chơi nhưng lại chú tâm đặc biệt vào những vật thể lạ như khe hở, hạt bụi. Do vậy, theo các chuyên gia, khi phát hiện những dấu hiệu đó, các bậc phụ huynh cần giao tiếp với trẻ thường xuyên, hướng dẫn cho con những thói quen mới, lành mạnh để thay đổi những thói quen hành vi cũ của con. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giới thiệu đến các phụ huynh phương pháp thực hành Montessori, một phương pháp nuôi dạy trẻ hướng đến coi trọng sự phát triển tiềm năng của trẻ, cũng là biện pháp hiệu quả đối với các bé có tâm lý khác biệt.